Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 bản T-Mobile nha các bác. Thì trong thời gian vừa rồi em cũng có bán khá nhiều cái bản T-Mobile này. Và em cũng có nói rồi, đối với em thì cái bản T-Mobile vẫn là bản ngon nhất. Và trong quá trình mà anh em sử dụng cái máy của em ấy thì cũng đương nhiên sẽ có những cái lỗi mà bé bé nhỏ nhỏ mà sẽ phát sinh, thì đương nhiên là không tránh khỏi đâu. Anh em bán hàng nào cũng sẽ thế thôi. Và hôm nay vừa rồi thôi em mới gặp một cái lỗi cũng khá là của chuối mà em cũng chưa biết nguyên nhân ở đâu, và em cũng chỉ nghĩ nó là do phần mềm thôi. Đó là cái lỗi mà khi mà gọi video bằng Messenger ấy, thì không nghe thấy tiếng, như kiểu là bị mất mic ấy. Nhưng mà khi gọi cũng bằng Zalo và video thì lại nghe bình thường, không sao cả. Đấy, chỉ có mỗi Messenger là như kiểu bị hỏng mic ấy. Đấy, thì nay em sẽ hướng dẫn các bác là test tất cả các mic ở trên con V60 này nhá. Con V60 này các bác nghĩ đơn giản chỉ có 2 mic không? Không phải đâu, con V60 này nó có những 4 mic nhá. Một mic này, một mic ở dưới đít này. Đấy, một mic ở trên trên đầu nữa này. Một mic ở bên hông này. Đó, có thấy không? Và một mic ở ở cái chỗ cụm camera này nhá các bác, chỗ này này. Chỗ này nhá. Đấy, nhìn có nhìn thấy cái lỗ đó không? Đấy. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác test từng cái mic xem nó ok không nhé. Đấy, cái này cũng rất là quan trọng, tại vì trong quá trình sử dụng ấy, cái mic là cái quan trọng nhất. Mình đàm thoại rồi các thứ đều qua nói hết mà. Thì các bác dùng cái lệnh này. Bản T-Mobile sẽ dùng cái lệnh này nhé. Còn bản khác thì em sẽ có cái lệnh khác nhé. Các bác cần thiết thì sẽ comment cho em biết, hoặc là em để dưới phần mô tả nhé. Thì bản T-Mobile sẽ dùng cái lệnh này: sao thăng 546368, thăng sao 600 và dấu thăng đó. Và các bác vào phần drive test này, SAT này, và phần manual test này. Đấy, thì trong cái phần này các bác vào cái phần loopback test này. Đấy, cái phần này này đó. Thì khi mà ra cái phần này, nó chỉ ra cái này thôi đúng không? Các bác kéo cái mũi tên màu đỏ này sang bên trái. Đấy, thì nó sẽ ra cho bác là bốn cái mic như thế này. Đấy, thì trước tiên các bác test cái mic audio nhé. Thì các bác lại gạt nó về đây, là cái bác mic mic 1 đấy, mic audio với mic 1 là mic dưới này này. Đấy, thì các bác dùng miệng các bác thổi vào cái mic này. Dùng miệng nhá, các bác thổi mic này xem nó có kêu không nhá. Đấy, nó kêu như thế là được nhá. Đây. Đấy, nó kêu như thế là được nha các bác. Thì đấy, mic 1 ngon, không sao. Đấy, tiếp theo là cái mic speaker này. Speaker là mic số 2, nó là mic chỗ này này. Nó là mic chỗ này nhá. Đấy, các bác cũng gạt nó qua. Đấy, và bác cũng dùng miệng thổi vào chỗ này. Đấy, bác thấy không? Thấy nó kêu. Đấy, như thế là ok nhá. Mic 2 ok. Rồi, tiếp theo là mic số 3. Mic số 3 là mic chỗ này này. Đây, chỗ này nhá. Đó. Các bác cũng gạt qua. Và các bác cũng thổi vào cái chỗ này. Đấy, nó kêu to đùng luôn. Đấy, là ok nhá. Rồi, tiếp theo là mic số 4. Các bạn cũng gạt qua. Thì mic số 4 ấy, nó là cái mic ở chỗ camera này. Các bác có thể gõ cũng thấy này này. Thì các bác thổi này, thổi vào chỗ camera chỗ này này. Chỗ này này, để dùng chỗ này nhá. Đấy. Đấy, các bác thổi như thế mà bốn cái nó đều kêu khá là to như thế là bình thường nhé. Đấy, còn cái mic nào hỏng thì các bác thổi thì không kêu đâu. Đấy, đó là cái hướng dẫn các bác test cái bốn cái mic ở trên con V60 nhé. Đấy, rồi ok, bác nào mà có lỗi nào liên quan đến mic thì các bác thử test cái đấy xem, nếu mà một trong bốn cái mic đấy mà lỗi thì là các bác phải tháo ra và thay thay thôi. Thì như bình thường ấy, như bình thường nhá, khi các bác nghe gọi bằng sim bình thường ấy, thì nó sẽ sử dụng cái mic dưới này, sử dụng cái mic dưới này. Đấy, còn cái khi mà các bác gọi bằng video thì thường thường nó sẽ lên mic này này. Đấy, mic trên này này. Còn khi bác quay video cái thứ ấy, thì nó hay là dùng cái mic này hoặc là mic này thường thường là cái mic để chống ồn này, chống gì thì em cũng không rõ cho lắm, nhưng mà thường thường là nó khi mà quay nó gần như sử dụng cả bốn cái mic ấy các bác. Để có mic này thì dùng mic này stereo chẳng hạn, hoặc là mic này hoặc mic này để mà chống ồn, chống gió, chống hú gì đấy. Thì nói chung là cái này thì em cũng không rành cho lắm. Đấy, chỉ biết là test bốn cái mic này ok là ok hết nha các bác. Đấy, thì các bác cứ thử test các bác xem nào. Rồi, ok, chào các bác nhé.